lần nữa chúng tôi xin dâng lên thiên chúa lời tạ ơn về cơ hội được hầu chuyện với quý vị và các bạn chân thành cảm ơn ưu tiên và thì giờ quý vị dành cho chương trình văn hóa niềm tin thưa quý vị và các bạn đây là những lời thật lạ lùng của chúa cứu thế giêsu đã làm giới lãnh đạo tôn giáo vô cùng kinh ngạc và thánh kinh đã giải thích như thế này có người tự thấy mình trong ráng nhưng chưa được rửa sạch ô uế tuy họ có nhiệt tâm với đức chúa trời nhưng nhiệt tâm đó dựa trên những hiểu biết sai lầm chúa có thể giê phán chẳng phải hệ những kẻ nói cùng ta rằng lạy chúa lạy chúa thì đều được vào nước thiên đàng cả đâu nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó, có nhiều người thưa cùng ta rằng, Lạy Chúa, Lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? Chẳng từng nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao? Và lại, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ nữa đó. Nhưng mà khi đó ta sẽ nói, sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ hãy lui ra khỏi ta. Thế giới có hàng triệu người tỏ ra rất quan tâm về tôn giáo. Có hàng triệu người mộ đạo sốt sáng trong các sinh hoạt phục vụ thờ phượng Chúa trong các hội thánh. Có hàng triệu người miệng thì cậy vào câu nói lại Chúa lại Chúa nhưng lòng thì xa cách Chúa. Và dĩ nhiên cũng có hàng triệu người khác vì không tin mà không hưởng được nước trời. Chúa thể Giêsu hiểu rõ cái tâm trạng đó. Phúc âm Giăng chương 2 có 23 chép, khi Chúa ở Jerusalem dự lễ vượt qua nhiều người tin Chúa vì thấy các phép lạ của Ngài làm. Nhưng Chúa không tin họ thật lòng vì Ngài biết rõ mọi người. Chẳng cần ai báo cáo Chúa đã biết hết lòng dạ con người. Chúa biết lòng dạ của từng cá nhân một. Không có phúc âm thì chẳng có sự cứu rỗi dứt khoát như thế. Nếu Chúa Kitô Giêsu không chết thay cho chúng ta trên thập tự giá và sống lại, thì chương trình cứu chuộc nhân loại không thể hoàn tất. Lòng tin chân thành phó thác nơi Chúa Kitô Giêsu là điều kiện ắt có và đủ để nhận được sự cứu rỗi cho linh hồn mình. Ai cũng cần biết rõ ràng như thế. Nhưng vẫn có một số tín hữu đã tỏ ra hoang mang, trao đạo để thưa với Chúa rằng lạy Chúa, lạy Chúa, chúng con chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiếng tri sao, nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao, và lại, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ nữa đó. Tại sao Chúa không biết nhỉ? Thưa quý vị và các bạn, thật đau lòng khi nghĩ đến hậu quả không được cứu của những người đã đặt căn bản của niềm tin trên hình thức trên thông lệ của loài người mà không thực hành nếp sống đạo. Chúa dẫn chứng câu nói, lại Chúa, lại Chúa, lại câu nói đầu môi chót lưỡi của thành phần hữu danh vô thực. Có tiếng mà không có miếng. Và Ngài kết luận rằng, tuy họ có nhiệt tâm với Đức Chúa Trời, nhưng nhiệt tâm đó dựa trên hiểu biết sai lầm. Thưa quý vị và các bạn, Đạo nào cũng dạy hai điều căn bản Thứ nhất là làm lành và thứ hai là lãnh giữ Làm lành là làm những việc tạo ra công đức, đạo hạnh Và lãnh giữ là không làm những điều gian ác ngược với luân thường đạo lý Và cả nhân tâm nữa Mục đích tối hậu của việc làm lành, lãnh giữ là để được mong ước đấng chủ tệ thương xót mình mà cho mình hưởng được nước thiên đàng. Mà muốn lên thiên đàng thì theo lối suy nghĩ đó họ phải đóng góp, họ phải cống hiến sao cho xứng đáng với cái thang điểm mà các tôn giáo đã vạch ra, đã ấn định để làm hài lòng đối tượng mà mình tôn thờ. Nếu không đủ điều kiện, nếu không đủ khả năng, thì bị sắp vào diện có tên là rất là tượng hình bó tay tuyệt vọng Thật khó mà hiểu được thế nào là thiện hảo theo đúng tiêu chuẩn tôn giáo vì thế cũng khó mà hiểu được ai đó có cái ý tưởng dùng sức riêng của mình để leo lên những cái nấc thang danh vọng nấc thang thiêng liêng của tôn giáo để được vào thiên đàng. Tôn giáo dạy người theo đạo phải tạo thành tích để được giải cứu. Nhưng trong thực tế, không thể nào tạo ra đủ thành tích để thoát khỏi án phạt của sự chết là điều nên để ý trước. Vì thế cần phải bàn đến ân sủng, ân điện ân sủng ân điển là gì ân sủng ân điển là món quà vô giá dành cho những kẻ không đáng được hưởng ân sủng và luật pháp không thể trộn lẫn với nhau ân sủng là ân sủng và luật pháp là luật pháp vì nếu đem luật pháp vào ân sủng thì ân sủng không còn là ân sủng nữa. Đem ân sủng hòa nhập vào luật pháp thì làm hỏng luật pháp và tiêu chuẩn của luật pháp. Thưa Roma đoạn 3 câu 20, giáp lại lời sứ đồ Phaolô giải thích như thế này. Chiếu theo luật pháp đó thì chẳng ai được kể là công chính, vô tội trước mặt Đức Chúa Trời. Án phạt, tiền công, hậu quả của tội lỗi là sự chết. Thiên Chúa là đấng thánh khiết, không dung dưỡng chấp nhận tội lỗi. Nhưng vì Đức yêu thương, Ngài đã ban ân sủng phó thác chính mình làm của lễ chuộc tội cho loài người trên thập tự giá để làm tròn những đòi hỏi của luật pháp để giải thoát con người ra khỏi án phạt của sự chết chỉ vì chỉ vì chỉ vì chúa yêu chúng ta như thế kẻ lãnh nhận được ơn tha thứ cứu rỗi của chúa chỉ cần bày tỏ tiêu chuẩn làm lành lánh giữ với động lực là làm vui lòng chúa làm đẹp lòng chúa thưa quý vị và các bạn như thế kẻ lãnh nhận được ơn tha thứ cứu rỗi của Chúa chỉ cần bày tỏ cái tiêu chuẩn làm lành lánh dự đó nhưng là với một cái động lực khác động lực là làm vui lòng Chúa, làm đẹp lòng Chúa để tỏ bày cái lòng biết ơn của mình, lòng kính yêu của mình chứ không nhằm mục đích tạo nên công đức, đạo hạnh để thỏa mãn điều kiện hưởng được nước thiên đàng giống như chúng ta là con cái trong gia đình. Việc quét nhà, rửa bát, rửa chén, dọn dẹp công việc trong nhà là công việc bày tỏ cái lòng hiếu thảo đối với cha mẹ. Chứ không phải vì những cái công việc chúng ta làm trong gia đình mà được trở nên con cái trong gia đình. Tương tự như thế, cái hành động hiếu thảo, ân cần của con cái trong gia đình là nhằm mục đích làm vui lòng cha mẹ mình cho tròn chữ hiếu chứ không phải là để được trở thành con cái có tên trong hộ khẩu của gia đình. Thật rõ ràng. Chúa Giêsu phán rằng: "Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoác dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều." Lý do kẻ vào đó cũng nhiều là vì họ suy nghĩ theo cái lối suy nghĩ của con người, tạo ra những cái con đường mới mà chính họ cũng thấy bế tắc mà vẫn cứ đi vào đó là vì số đông số đông nhưng mà vì số đông đó đâu phải là đúng hình ảnh cửa hẹp và cửa rộng có thể nhìn thấy qua cái cánh cửa đi vào cái cổng an ninh của phi trường chúng ta thấy cái cửa hẹp đó thấy có lối vào đó thì chỉ đủ chỗ cho một người đi qua mà không được mang theo bất cứ vật dụng nào. Ngay cả vật dụng tùy thân cũng không được đem theo. Trong khi đó, cái cửa rộng và đường khoảng khoát là cái cửa ra cho cả tập thể đông đúc. Họ đi và mang theo hành trang hành lý tùy thích. Cái con đường đi ngược lại với con đường gian ác là con đường hẹp con đường hẹp đó chúng ta không thể đem theo công đức đạo hành hoặc tất cả những giá trị vật chất vì thế chứ đưa chúng ta vào một cái ý tưởng thật hẹp hòi nhưng chính cái hẹp hòi đó cho ta thấy được ý nghĩa của sự hy sinh cao cả của chúa mà chỉ có một mình chúa mới là con đường mới là lẽ thật mới là lẽ sống thì chúng ta đi vào con đường hẹp để đến cõi phước mà Chúa dành cho chúng ta. Hẹp ở đây theo cái nghĩa khép mình, buộc mình vào kỷ luật. Chúa dùng hình ảnh vác thập tự giá mình mà theo ta có nghĩa là phải có quyết tâm từ bỏ con người cũ của mình là con người tội lỗi, bất khiết và gian ác để nhận lãnh được sự đổi mới để được càng ngày càng trở nên thánh khiết giống như Chúa ô bàn về đường và đạo thì người đời thường chia sẻ với nhau cái câu nói đạo nào cũng tốt và đường nào cũng dẫn đến la mã nhưng thưa quý vị chỉ có con đường mang tên giê xu mới dẫn đến thiên đàng thứ hỏi ai biết đường lên nước trời rõ cho bằng đấng từ thiên đàng đến Ai giải bài chân lý rõ cho bằng Đấng mệnh danh là lẽ thật Và ai có quyền Ai có quyền trên sự sống của chúng ta Bằng đấng Đã ban sự sống cho chúng ta Quý vị đang nhìn thấy Hai cánh cửa Là hai chọn lựa mà quý vị và các bạn sẽ phải chọn Hai cánh cửa dẫn vào hai con đường Tác giả Thi Thiên Thứ nhất là Kết luận trong câu cuối cùng câu này mô tả con đường của kẻ ác là con đường diệt vong cái cửa dẫn vào con đường diệt vong của kẻ ác thiên thang rộng mở và nhan nhản khắp nơi Mỗi người cần cá nhân hóa, cần sở hữu hóa, mệnh lệnh đó cho chính mình. Mỗi người cần tách rời đám đông, đi ngược dòng đời, ngược với lộ trình của đám đông để bước vào cửa hạp là cửa dẫn vào con đường sự sống. Hành động. Bước vào ở đây không phải là vào đạo đâu, không phải là vô đạo đâu, không phải là gia nhập vào một tôn giáo hoặc trở thành một hội viên của một tổ chức theo cái truyền thống của gia đình tập thể nhưng là một cam kết cá nhân để bước vào cánh cửa của sự sống dẫn đến sự sống đời đời. Quý vị nắm vững ý tưởng này. Biết mình từ đâu đến không quan trọng bằng việc biết mình sẽ đi đâu biết đường đi biết lối về chúng ta không thể hiểu được ý muốn tốt đẹp của chúa trên đời sống của chúng ta nếu chúng ta không ý thức về mục đích mà chúa cho chúng ta sống ở trên đời này đi vào cuộc đời này là để làm theo ý muốn của chúa tôn vinh chúa sống những ngày phước hạnh trên cuộc đời này và rồi chúng ta sẽ về không đi nữa mà gọi là về với Chúa Thì về với Chúa phải bước vào Cái cánh cửa hẹp Đi trên con đường hẹp Để dẫn đến sự sống đời đời Chúa thế giê Giêsu quả quyết như thế này Ta là cái cửa Ta là ánh sáng Ta là sự sống Ta là đường đi Ta là lẽ thật Và Ngài khẳng định chẳng bởi ta Thì không ai được đến cùng cha Thánh Kinh chép Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác Vâng, chỉ có trong Chúa Cơ Thế Giêsu, Ngài là con đường duy nhất, không có đường nào khác. Biết mình đến không quan trọng rằng biết mình sẽ phải đi về đâu. Jeremy đoạn 29 câu 13 chép: Các ngươi tìm kiếm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Hết lòng hết làm được bài tỏ có cái quyết định khôn ngoan là bài tỏ niềm tin qua hành động bước vào cửa hẹp nhưng làm thế nào để bày tỏ niềm tin Thánh kinh cha vậy nếu miệng ngươi ngươi ở đây là quý vị và các bạn từng người xưng nhận chúa cứu thế giêsu ra và lòng quý vị và các bạn tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ cái chết sống lại thì quý vị và các bạn sẽ được cứu vì tin bởi trong lòng mà được xưng công bình còn bởi miệng làm chứng ra mà được sự cứu rỗi quý vị có tấm lòng quý vị có môi miệng vấn đề là có bằng lòng xưng nhận Chúa có thể Giêsu một cách công khai là Chúa của tâm hồn mình ước mong cầu xin một lời tường thuật lịch sử đã được ghi lại trong Thánh Kinh cả ngàn năm xưa. Cũng sẽ là lời chứng cho mỗi cá nhân quý vị và các bạn trong thời giờ này. Thánh Kinh ghi nhận cái dự kiện lịch sử đó, cái thời điểm lịch sử đó bằng những lời như thế này. Sau khi nghe lời chân lý là những lời tôi cậy ơn Chúa trình bày với quý vị kinh thánh chép là phúc âm cứu rỗi mà quý vị và các bạn là anh chị em đã tin nhận chúa cứu thế nên được thiên chúa ban thánh linh vào lòng chứng thực anh chị em là con cái trong gia đình của chúa việc đó đã được thực hiện nếu quý vị tin chúa đã đến đền tội cho quý vị và sẵn sàng mở rộng cánh cửa thiên đàng để hoan nghênh tiếp đón tiếp rước quý vị vào trong gia đình của Chúa để viết tên quý vị vào trong sổ sách sự sống của thiên đàng để điền tên quý vị vào trong hộ khẩu nước trời để quý vị cùng hòa lòng vui mừng tạ ơn Chúa tôn vinh Ngài với tất cả con cái Chúa là những người nhận được ơn cứu rỗi. nếu quý vị và các bạn muốn tiếp nhận Chúa Giêsu để được tha tội và trở nên con của Thiên Chúa, xin quý vị và các bạn hãy thành tâm cầu nguyện với Ngài những lời chân thành như sau: kính lạy Chúa cứu thế Giêsu, con biết con là người có tội Xin Chúa tha tội cho con Con tin cậy Chúa là đấng duy nhất có quyền cứu rỗi linh hồn con Con cảm ơn Chúa đã chịu chết để tội cho con Ngài cũng đã sống lại để ban sự sống vĩnh cửu cho con Giờ đây con xin mở rộng tâm hồn tiếp nhận Ngài làm chủ của đời con. Xin Chúa đổi mới lòng con và dìu dắt con trên con đường theo Chúa. Con xin thành kính tạ ơn Chúa và cầu xin trong danh Chúa cứu thế Giêsu. Amen.